Dòng xe MPV hạng sang cỡ lớn rất được giới nhà giàu Trung Quốc ưa chuộng vì vừa mang sự đẳng cấp, có không gian riêng tư, vô cùng thoải mái khi có 5 chỗ ngồi cho băng ghế sau. Điều này đã khiến nhiều hãng xe nội địa nhảy vào tranh miếng ăn với Lexus dệt LM và sau Buick GL8 Avnia 200 GM8. Giờ đến lượt một hãng xe Trung Quốc, khác là Bistun, một thương hiệu con của tập đoàn sản xuất xe Ford, đã công bố hình ảnh tới công chúng chiếc xe M9. Dù chưa có giá bán chính thức, nhưng kích thước của mẫu xe MPV cỡ lớn b Stone M9 còn nhỉnh hơn cả xe MPV hạng sang lết dịch LM. Cụ thể, b Stone M9 có số đo chiều dài, rộng và cao lần lượt là 5.280mm, 2.005mm, 1.945mm và chiều dài cơ sở 3.200mm, còn của xe MPV đến từ Nhật Bản là 5.040mm, 1.850mm, 1.895mm, chiều dài cơ sở 3.000mm. M9 cũng là mẫu xe lớn nhất trong chuỗi sản phẩm của hãng xe Bistoon. Nhìn vào các bức ảnh của hãng xe Bistoon mới công bố về chiếc MPV hạng sang cỡ lớn M9 của mình có thể thấy phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với các thanh ngang khá đơn điệu so với thiết kế của các đối thủ. Điểm cộng chính là xe có cụm đèn pha sắc cạnh và thanh mảnh chạy ngang mặt trước. Nhìn vào đôi mắt này chẳng khác gì một con thú đi săn ban đêm. Điểm nhấn tiếp theo của mặt tiền xe là đèn LED chiếu sáng ban ngày cỡ lớn, đặt hai bên hốc gió. Stun M9 có cột A được áp dụng thiết kế hình tam giác ở cửa sổ. Cột D được giấu đi để tạo hiệu ứng mái nhà lơ lửng. Xe vẫn sở hữu kiểu cửa trượt cho hàng ghế sau, phong cách rất quen thuộc của các xe MPV bình dân đến hạng sang. Đằng sau chiếc MPV hạng sang cỡ lớn đầu tiên của Stun có cụm đèn hậu LED trải dài sang hai bên hông xe và được tô điểm thêm bằng đường viền mạ chrome. Ngoài ra xe còn được trang bị cánh lướt gió cỡ lớn và đèn báo phanh trên cao. Mở cửa bước vào trong khoang lái, Tông màu nội thất chủ yếu của xe MPV cỡ lớn Bistun M9 là màu be và nâu. Bảng táp lô vân gỗ càng làm tăng vẻ sang trọng cho xe. Bảng đồng hồ LCD 7 in và màn hình điều khiển trung tâm 12.3 in. Bên dưới màn hình điều khiển trung tâm là các nút bấm vật lý phục vụ các chức năng điều khiển khác nhau. Hàng ghế thứ hai có tựa lưng chỉnh điện 4 hướng, tựa lưng và gác chân điều chỉnh điện, thông gió, sưởi và mát xa. Hàng ghế thứ ba có thể gập xuống để có không gian cốp rộng hơn. Hành khách dễ dàng ra vào xe thông qua cửa trượt. Bistun M9 có 7 chỗ ngồi với cách bố trí 2-2-3. Có một không gian lưu trữ lớn trên bảng điều khiển trung tâm. Vô lăng đáy phẳng 3 chấu. Cửa sổ trời toàn cảnh có kích thước 1 267 mm. Sức mạnh của chiếc xe MPV hạng sang cỡ lớn Bistun M9 đến từ động cơ tăng áp dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 241 mã lực, trái tim này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài bản sử dụng động cơ xăng, một phiên bản hybrid của b M9 sẽ xuất hiện sau đó, nhưng chi tiết cụ thể hơn về xe vẫn chưa được công bố.